Tại Hà Nội vừa diễn ra họp báo giới thiệu về Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 27, Việt Nam Expo 2017, với chủ đề Việt Nam Expo tăng cường kết nối kinh tế khu vực và quốc tế. Theo Ban tổ chức Việt Nam Expo 2017, có hơn 500 doanh nghiệp với gần 600 gian hàng đến từ 16 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 23 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó nổi bật là các khu gian hàng quốc gia đến từ Algeria, Cuba, Hàn Quốc, Trung Quốc. Hội chợ năm nay, Hàn Quốc là quốc gia danh dự với 130 doanh nghiệp trưng bày sản phẩm ưu chuộng của Hàn Quốc như thiết bị điện tử, điện dân dụng, mỹ phẩm, thực phẩm chế biến. Đây là những mặt hàng nằm trong lộ trình cắt giảm thuế theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc VKFTA được ký kết cuối năm 2015. Tại buổi họp báo, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Bùi Huy Sơn cho biết, trải qua 26 năm, Việt Nam Expo đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại có quy mô lớn nhất và ý nghĩa quan trọng với ngành công thương Việt Nam. Bên lề hội chợ sẽ diễn ra một loạt các sự kiện xúc tiến thương mại bên lề như diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam, giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc. Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 27, Việt Nam Expo 2017 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 4, 2017 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội, ICE.